Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền biến mất trên thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Hiện tại Trọng Thơ đang di chuyển trên giai đoạn 1 và đây là những trục đường cuối cùng được BKMX đổ nhựa tại BKMX trên thành giai đoạn 1 và sẽ hoàn thiện 90-100% trong thời gian tới. Và nhà trọ đã được mọc lên và khi mà xây dựng nhà trọ lên tại đây thì công nhân đã thuê hết. Khu vực này thì được BKMX quy hoạch 50% là công nghiệp, là 311 ha công nghiệp và 136 ha là nhà ở thương mại và tái định cư cho dân. Và trước mặt chúng ta là trục đường N3B, rẽ phải chúng ta sẽ ra cổng khu nghiệp BKMX trên thành cổng số 3, rẽ trái chúng ta sẽ vào khu nghiệp 311 ha. Và trước mắt chúng ta là bệnh viện Hạnh Mỹ đã hoạt động từ mùng 1 tháng 6 vừa qua. Và khu vực này thì đang trong thời gian ra sổ. BKMX giai đoạn 1 được BKMX quy hoạch năm 2018 và bắt đầu xây dựng, và tới thời điểm này thì đã đông đúc và dân cư đã sống xung quanh ở khu vực này. Và hiện tại những quán cà phê, quán nhậu, quán ăn đã mọc lên tại BKMX Trân Thành như Câu Tôm Giải Trí đây, chợ, công ty, quán cà phê, bệnh viện và tất cả đã sum tụ. Thì giá đất hiện tại giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của BKMX là giá từ 7 triệu cho tới 12 triệu trên 1 mét vuông tùy theo vị trí. Quý khách hàng quan tâm tới đất nền BKMX Trân Thành, Bình Phước hãy gọi cho Trọng Thơ qua số hotline 0962 854 858 để được tư vấn hỗ trợ, và hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.